Hello, xin chào tất cả những khách hàng của WC Barbershop và những khán giả của kênh YouTube Quốc Cường TV đang xem video này. Mình là Quốc Cường. Mình là Minh Hải. Chúc tất cả mọi người một năm thành công, vạn sự như ý và luôn may mắn trong công việc nhé. Năm 2021 cuối cùng thì nó cũng đã qua rồi. Một năm mới 2022 canh dần sắp đến thì không có gì cả. Mình thay mặt cho WC Barbershop chúc mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều bình an trong cuộc sống và đạt được nhiều thành công mới hơn. Và đặc biệt mình mong một cái điều trong năm 2022 nữa là Covid-19 nó sẽ sớm qua đi để tất cả mọi người được bình an hơn trong cuộc sống. Năm mới nhiều sức khỏe và chúc các em bé được thêm nhiều bao lì xì nhé. Bye bye.